와. 와, 다 휴지야. 와, 와, 엄마. 야, 야. 야, 뭐야? Quá đã luôn mọi người ơi. Nhìn thấy chú ăn mà thực sự rất là thèm luôn. Đó, đúng rồi. Trời ơi, nó bự mà nó còn nhiều hơn cái đầu nữa. Hi, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là mình đang có mặt ở nhà Sấm Dừa. Nghe Sấm Dừa kêu hôm nay có bắt ốc gửi cho khách nên lên coi thử ốc nó sao mọi người. Này ốc nhìn bữa nhìn cũng lớn lắm rồi. Khói cái dự án ốc này kìa. Chà, mới bắt hả? Ốc mới bắt này mọi người. Đánh là ra cầm cụi gì á. Vì đây có mấy anh chị đặt mua. À. Đặt mua vài ký để ăn này. Mưa gió rồi mấy anh chị ở nhà không có làm gì á mọi người, cho nên cũng buồn miệng hay sao. Cũng tính ăn ốc này cho nên là bắt cho người ta này, bắt cho người ta bán ra ra 2 ký 2 ký à, chứ không bán nhiều. À ui, cái trứng kia nó bị bể. Nó đẻ nhiêu đó. À. Con nhỏ á. Nhàn ghê ha. Ở trong đây thì kiểu chú tiễn ra, kiểu như là nó lớn rồi, xong mình đưa ra ngoài. À. Trong cái trong này là ốc khác hả? Trong này là ốc khác hả? Ừ. Kiểu ngoài là ốc đĩa, ở trong là ốc thịt. Với lại là cái ốc này á, là khi mà nó lớn lên được, kiểu là cá nó không ăn được nữa. À. Là mình thả ra ngoài, tại ở ngoài ao còn cá, nó sót cá. À. Mình không có dám đưa ra. Bây giờ lớn đủ size rồi mới bỏ ra ngoài. Ừ. Mà cũng có sót mấy con mới ở lại nó lớn luôn. Ừ. Trong nó đẻ luôn. À, nó khác ốc bô vàng nè, nó cũng màu vàng mà mình nó khác ốc bô vàng. Ốc bô vàng thì nó vành vào đây luôn, nó không cong ở đây. Cái tên ốc bô vàng á là cái tên thôi. À. Chứ nó thật sự là không phải là ốc bô vàng là nó màu vàng đâu. Hồi đó mình cũng nghĩ như vậy đó nha. À. Ở chú anh chị mình nghĩ đúng không? Đôi khi mình bắt cái con ốc bô vàng mà nó màu đen mà. Màu đen. Mình cứ tưởng ốc bô đen. Còn con này có con ốc màu vàng luôn. À, ốc này nó màu vàng. Nè, có khi có con có nó màu vàng luôn nha. À. Nhưng mà cái hình dạng nó khác. À. Cái hình dạng nó mình phân biệt được rất là dễ nè. Người nhìn cái con ốc kỹ nè. Cái độ sóng lên á, độ sóng lên này nó trơn lên luôn đúng không? À. Mình bắt cái con ốc bu vàng nó có một cái lỗ đây. Đây, sò xanh ốc bu vàng. Nãy giờ mới bắt được nó. Đây mọi người nhìn này. Phân biệt ốc bu vàng. Đây cả nhà nhìn nha. Cả nhà nhìn. Mình để theo cái chiều luôn nha. Này, cái chiều hai cái đít nó đi trùng với nhau nè. Nhưng mà à, mọi người nhìn này, cái sóng này, cái sóng lên này. Sóng lên chỗ này trơn đúng không? Nhưng mà cái sóng lên cái chỗ này nó có cái lỗ vô này. Cái hốc này. Đó, cái hốc á và cái nắp của nó này. Có bu vàng á nó mềm hơn. Nó mềm siêu à, còn ngó bu đen này cứng ngắc luôn. À, cái nắp nó cứng hơn. Đúng rồi, nắp cứng ngắc luôn. Còn cái nắp của ốc bu vàng nó dẻo. Ừ, dẻo mềm siêu à. Đó. Đó này, nó phân biệt rõ ràng hơn. Bu vàng nó vàng hơn. Đây, con ốc này nó cũng vàng nè, đó cũng giống nhau thôi. Ờ, à, cái màu y chang nhau. Đó nhìn này sao đuôi cũng khó biết. Ừ, đúng không? Là nhìn giống y chang, ba con y chang. Nhưng mà lật lại cái là mình thấy khác liền. À. Và có một cái mà người ta rất hay nghĩ đó là nếu mà mình thả cái con ốc bu vàng này ra. À. Chung với con ốc bu đen này. À. Thì tụi nó có rập nhau hay không? Đúng rồi, cũng là ốc. Và tụi nó đẻ ra cái trứng như thế nào? Có à. Rập nhau nha mọi người. Hai con có ấy ấy với nhau. Nhưng mà đẻ ra nó không có lai. Không lai được. À. Ừ. Con ốc này nó ấy con ốc này, nhưng mà con ốc này vẫn đẻ ra con ốc bình thường. Vẫn là à. Con ốc bu đen luôn. Ừ. Nó không có lai được. Hay. Nó không có bị ảnh hưởng. Không sao hết. Rồi thôi bây giờ mình lựa. Lựa ốc. À,
nếu mà bắt lại ruộng ốc cỡ này là cũng dứt luôn rồi. Ốc cỡ này là dứt hết. Giờ mình phải lựa, mình ăn mấy con ốc to to. Mình thả xuống. Thả vô đây. Thả ra ngoài luôn hả? Ui. Ui. Cái gì chú thả mồi xuống đúng không? Cái cây rồi bầu bí rồi mình thả xuống ra. À. Xong tập trung lại. Thấy nó bù vào mấy cái miếng màu trắng. Đó. Nhiều chưa nè. Khi mà số lượng nó nhiều lên là dễ bắt lắm. Còn số lượng nó còn ít lên thì nó chưa được. Hồi đó đâu có thấy đâu, hồi đó lúc nó còn nhỏ. Đâu có nhìn xuống đâu có thấy con nào đâu. Nó nấp dưới bèo hết trơn à. Rồi. Để được bao nhiêu con, được bao nhiêu ký không nhỏ. Rồi bự kìa. Đơn giản ý là mấy con nhỏ không nha, mà được 2 ký trong này. Đơn giản không. Mà thường nhiều người thắc mắc hay hỏi mình cái là ốc này nhiều ký. Đúng rồi. Bây giờ cũng đang thắc mắc mà. Người ta hay hỏi là ốc này bán nhiều ký và cái giá bữa đây nó làm sao. Đó. Với lại kể cả cái người mà chuẩn bị nuôi hay là những người nào mua và những ai mà cũng không mua, không nuôi và cũng không ăn luôn, nhưng mà rất là thắc mắc về con ốc này thì giá thị trường nó dao động nhiều lắm mọi người, không có thể nào mà xác định được cái giá thị trường nó là chuẩn cả. Nhưng mà thường cái giá nó sẽ dao động thấp nhất là từ 55.000 ở mình hiện tại. Nói chung là ở mình nha, còn ở những cái tỉnh khác mình không biết. Ở mình là thấp nhất 55.000 cho đến 65 và 80 và cao nhất là 120.000 một ký, là cái giá cái size cỡ khoảng 10 con cho tới 15 con là một ký, là cái size đó là cái size đặc biệt đó. Còn cái size này thì cái size này là khoảng tầm 65 à. Đây là size 65 này, 65 cho tới 80 này, nhưng mà cái này mình lựa như thế này thì 65 là được. Cái giá mà thắc mắc nhiều nhất á, không chắc không phải người ăn đâu, nó là người nuôi. Người chuẩn bị nuôi người ta thắc mắc nhất luôn. Người ta tò mò lắm. À, 65.000 một ký. Người ta trung bình sợ là không có đầu ra. Đúng rồi. Trung bình không 65 dám nuôi, ngàn. Không ai dám nuôi. Sợ là nuôi không được nữa. Chết ổi gì tiêu. À. Thế vậy sẵn bắt cho khách bắt cho con vài ký luôn. Vài ký luôn á, thôi lấy rổ đó luôn đi. À. Lấy đồ đó đi rồi xong chiều bắt lại cho người ta xong. Ok. Sẵn ra thăm lại bố già coi dự án triệu đô của ông sao rồi. Xả chắc cũng hơn nửa tháng rồi chứ hả? Đúng rồi. Chưa đâu. Mới đây à. Tập 10 ngày à. Gì hả? 10 ngày thấy cũng lâu lắc lâu lên. Chưa tới 10 ngày nữa. À. Có ông nhớ. À bố già là nhớ. Dạ coi dự án được sao. Rồi ok, chỗ này nhìn gì quá ngon rồi. Quá trời luôn. Ôi cái này phải thanh toán đồ lấy lọc chứ. Không lấy lọc hả? À. Lấy lọc được chưa? Phải lấy lọc được chứ các bạn. Sao không vậy sao ấy được. Nói chung là buôn bán là vậy mọi người, buôn bán cái gì nó cũng có cái lọc đầu tiên á. À. Cái gì mau mắn á, sau này mình buôn bán nó sẽ dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Còn cái nào là ăn nhóm đại hay xị hơn dữ vậy. Nhóm đại chứ cái này cũng phải 2-3 ký gì đó rồi. Nhóm đại ok nha. Rồi bây giờ mấy chú cháu đi xuống kia sụp mọi người. Yeah. Cái lòng đầu tiên mọi người. Giờ mình đi qua bên nhà anh Hy, nhà rẫy của anh Hy mọi người, nhà bố già. Nếu mà bữa giờ trời mưa gió về nữa, gió quá trời luôn. Vô mùa mưa rồi mọi người, nay mưa cả ngày luôn à, giờ mới đỡ nè. Ôi tưng. Ôi giờ vẫn còn màu đen nè.
nhật chưa ta? Có mà, nhiều. Rồi. Nước này quá đẹp luôn. Nước trong đẹp đã. Bữa nay mới thứ hai. Nước này nuôi ốc mà khỏi chê. Ờ, đúng với đám ruộng này mà nuôi hay ha. Nước ruộng sâu nè. Nuôi ở khu này là quá đẹp. Hello cả nhà. Ủa? Xong rồi bắn. Nay thu vàng nữa rồi hả? Ờ, bây giờ hết tiền ăn, bây giờ tháo vàng đi bán phế liệu nha. Nữa. Bán nhâm nhựa hả? Ờ, phế liệu. Thấy chị mà cuộc sống của chú thật sự là vất vả mọi người ạ. Ở nhà, đến sớm ra thì chạy uống trà. Và chờ tới 9 giờ bắt đầu công việc cuộc sống hàng ngày, sáng sớm dậy xong rồi ra phải bẻ củi mọi người, bẻ củi nè, xong rồi lụm nhâm nhựa. Con tụi con cứ nói gì không à, lụm nhâm nhựa nè. Mấy cây này cây gì đẹp không chú? Đây này chú pháo à, chú bông chuối hồi nhỏ hay gì nè. Có không á? Phải cây đó không á? Chuối này mình hút cái mật nó ngon lắm, ngọt. Các nước mà đi sinh tồn gặp cái này là mừng lắm. Đào củ ăn được. Ủa, của nhà kêu ốc của nhà bị sao? Ốc mẹ, ốc con. Sao? Ốc mẹ sao? Nó nói là ốc của chú sao là nó chết hả? Ốc mẹ chứ mấy con. Vậy nó... mấy con ốc lớn đó đúng không? Mấy con ốc thảo được hả? Nổi thôi lên. Thì con nói rồi mà, con nói đâu có sai đâu. Mua về nhiều nhiều vậy mình thả. Chú nói cũng đâu có sai đâu. Chú nói đâu sai hả? Có nghĩa là mình nói mọi người trước đó là chú có mua mấy ký ốc lớn. Ốc thương phẩm. Ốc thương phẩm rồi, ốc người ta bán thịt rồi. Như bữa nãy mình bắt mấy con ốc đó đó. Rồi chú đem về chú thả. Chú thả rồi sau là nó có nhiều vấn đề lắm. Nó không có sống lâu được đâu. Nói chung là gì. Rồi mỗi ngày thì chú vớt vài con lên chú ngắm thôi. Chắc như là nó để hết chu kỳ của nó là thì chết sao xác, để một hai lần thôi. À. Những con ốc đó nó không có đẻ nhiều. Đặc biệt mình nó kiểu là còn bao nhiêu trứng nó đẻ bấy nhiêu là thôi, nó không có bền, nó không biết tuổi đời nó sống nó bao nhiêu mình biết. Là đi luôn hả? Thiên ổ rồi. Chết không phải đi luôn. Ổ đá. Ốc hả? Tuổi đời của con ốc này nó kéo dài tới được 2 năm mọi người. 2 năm. Đẻ trong vòng 2 năm. Giờ lúc đó thì con ốc nó già rồi nó sẽ tự chết hoặc là nó như thế nào đó. Nhưng mà sao bố nhà rớt mấy cái bẹo đâu vậy? Bự dư. Sâu bự dư, sâu nó tấn công. Sâu, hàng quá sâu. Này là mình phải xử lý sâu. Xử lý gì? Ốc nó rớt chút cho nó chết. Không có sâu. Con nói là không có sâu hết á. Là xịt thuốc gì? Thuốc sinh học, xịt thuốc trừ sâu sinh học. Không sao hết. Mà điều cái là ốc con nhại mà nó thiệt. Đúng rồi, cũng sợ thiệt. Nhưng mà con. Nếu mà chú có thức ăn á thì cứ rải xuống cho nó ăn thì cũng không sao hết á. Không sao. Ủa, bắt thử coi thử lên lớn cỡ nào rồi. Thả được mấy ngày rồi ta? Ủa dạ? Chắc tầm gần 2 tuần mới chứ. Gần 2 tuần hả? Này, thấy chưa? Ôi. Thấy gì chưa? Đây này. Trời ơi, con ốc à. Ui chứ à. Sắp 3 lần. Rất như bột. Trước đó thì chút xíu xìa à. Đậu xanh màu đen. Không có quay nó đưa camera xét nó diện bự. Bự gì nữa. Sa gần bự đây.
Trời ơi, quá nhanh rồi mọi người ơi. Thấy hai con rắn nó ở trong kia. Đâu? Con này nó ở trong đó, nó ở trong cái bọc có luôn, nó ra không được. Chắc sợ nó ăn ốc mới ta. Sợ rắn ăn ốc hả? Ừ. Ở trong cái bọc có hai con luôn rồi. Kiến như vậy là sao ốc lên đẻ được hai? Ai nó cắn sao? Cắn nó chết. Không, cũng vậy. Thực sự là cái tốc độ con ốc ở cái nước này nó phát triển rất là nhanh luôn. Đúng rồi. Quá nhanh á. Mới có mười mấy ngày để coi lại thử mười mấy ngày. Quá nhanh. Chỉ còn trong vòng một tháng thôi là mình nhìn thấy rõ luôn. Chứ nó không phải gì đâu. Mười mấy ngày là... Để nó ăn hết lớp này, bữa nào xuống dốt rồi lớp máu. Ăn cái đá, lớp máu. Nhanh chứ. 24 24 tháng 10 của năm 13 11 ngày 14 hả? 24 với 14 y là 10 ngày đúng không? 24 với 14 thành 10 ngày. 13 là 9. Thì 13 thì 9 ngày à? Ôi 9 ngày à? Đâu. Phải không? Hay là 19? Đăng video đó đang kể nữa. Không tính. Có không? 24. Đại khái gì đi. 24 tới 31 là 7. 10. 7 rồi thêm 13 ngày nữa là 20 ngày. Rồi. 19 ngày rồi, 20 ngày rồi. 20 ngày. Chú này thì nuôi con không nhớ ngày nữa thì con bán con họ không nhớ ngày đó. Làm ăn lớn thì ghi, còn phải là làm ăn nhỏ thì ghi chứ. 20 ngày. Bây giờ cái chắc sao cái video của Hùng Hùng nó có đăng á, có gì buồn buồn thì quên ngày á, đọc video xem mình đã biết ngày. Đúng rồi. Bữa nào xóa video. Được, nói chung là ok. Này... 3 tuần hả? Nói chung là 3 tuần phải không? Dạ, gần 3 tuần rồi. Cái gì nó từ từ chứ. Mà ủa? Cái... Mà quên. Ốc đó, nãy ốc nhà chú là ăn sạch nên chắc dốt lên ngâm ăn được liền chú. Ăn được liền không sao hết. À, thấy nó ăn cũng toàn ăn bí với bầu rồi không à? Trái cây không? À, nên chắc ngâm xíu là ăn được liền. Còn có mua ít ốc á. Ốc này ăn chay không à? Ăn chay. Đâu ăn cám ăn gì đâu, ăn cám ăn thực phẩm gì đâu. Có mua ít ốc á bố dạ. Ốc hả? Ốc sớm vừa ăn thử này. Mua nhiêu ký? Ký thì nhiều ký. Mua cho nhà chú nè. Khoảng 5 ký chứ. Mua lại mua lẹ vậy, thực phẩm nhanh vậy. Mua nhiều ký chết một lần chứ mất công mất khổ mất công. Bán 1 ký lễ ăn. Mua gạo nhỏ lên. Mua 10 ký cho xuống dưới giót. Bây giờ mua ít quá mà còn xuống dưới giót. Đúng lạnh. Rồi. Ước nghìn. Ở một cành đá người ta mua mấy ốc xí xí là ăn sao. Rồi, à. Giờ hết vàng luôn không bác? Giờ cái chai nó trống rồi ra vô cái đụng đầu. À. Mấy hôm định cái vàng này là trồng mướp. Để lại trồng trồng cây cho ốc không? Để làm, giờ là làm gì nữa? Bây giờ ốc nó không ăn mướp nữa. Nó chịu qua ăn thứ khác. Hôm trước á chấm dừa nó là ốc ăn mướp, bây giờ ốc là ăn mướp nó đã nó ớn rồi, bây giờ mình dở dàng mình ốc ăn bí đó. Rồi dự án nào đây, dự án gì nữa đây, dở ra tính chứ bây giờ sao đây, dở ra trước hả? Ừ. Giờ cây cảnh chục theo triệu tính của chú là sắp tới sẽ đào hết vẹn cây này. Bây giờ mọi người có thấy cây cảnh không? Có thấy cái cây cảnh nào trong đây không? Không thấy đúng không? Có cằn mới thấy. Bây giờ nó trụi hết rồi. Đây, trụi vì mấy cái cảnh còn lại đó. À. Đây này, cuối vô cây này. Đâu? Cái này hồng à. Đỉnh giá rồi. Cây 6 năm tuổi á. 6 năm rồi, nhỏ xíu đi luôn à. Cây đó cây rừng á, chứ phải là cây công nghiệp. Nhỏ vậy thôi mà 6 năm tuổi rồi mọi người. Trời. Là cái này là chú cắt cành để tạo dáng lại hả? Đúng rồi. Cái này tạo rồi mất hết luôn. Năm sau muốn ấy là năm sau tạo lại một năm cho nó. À, đây là cái cảnh nè, nhìn như cái củi vậy mọi người. Là nay chú ba đang dọn vàng lại. Hả? Như cái nào nó cũng có cái riêng của nó chứ sao nó trồng được. Tóm lại mình nuôi cái vàng gốc nó to đi là tính. Hiện tại giờ nhà chú có cây vàng được không ta? Với cây này nè, cây này bắt đầu ra dáng này. Trồng mai phụng muốn hả? Nay mai nó bự lên và muốn bỏ nhánh ung gì bớt thì bỏ đi. Tạo sơ. Rồng mai phụng muốn. À, có đồ ăn. Dứt lòng
ăn được chưa ta? Được mà nấu chua. Còn ăn bún chua thì biết hà. Ủa, ruột đỏ chứ? Đỏ. Chín chưa chú? Cái đó. Được rồi. Chú nhìn thấy chú rồi. Trời đùi, đùi nó chín thấy bao. À, trái nhỏ hả? Thanh long ruột đỏ. Cầm cho đẹp số phong. Nhớ là nhà chú có một cây ăn được nữa. Cây cóc. Đâu? Cái cảnh dán song đao hả? Hai cây giống nhau đó. Mời mọi người định. Mời mọi người định giá. Định giá rồi mọi người. Mấy cái là hai cây cặp song sinh đó. Chú ghép lại cho nó thành hình trái tim luôn. Vậy. Cái đó là cái cặp song sinh á. Đó. Nó lạ lạ chứ. Làm cho nó thành hai con rồng luôn, song long luôn. Nghĩ là vừa rồi á. Cái đó sao nó nhỏ? Nó nhỏ. Nó có hai loại lá lớn và nhỏ. Mít hết trái luôn à? Mùa này trong mùa đâu ra ho. Chưa trái này. Đúng rồi. Hả? Cây này cây mai người ta bán 1 tỷ nè. Sao chú? Cây mai này 1 tỷ hả? Ờ thì dính chung cây mít nè, bây giờ bán buộc bán cái mít luôn. À, cây mai dính chung với cây mít giá 1 tỷ. Ai trả hơn không? Sao nhắm sao? Định giá vậy thấy bị hớ không chứ gì không? Không hớ đâu. Một giờ dính trong cây mít này, bây giờ bán là phải bán phải mua cây mít luôn. Chú quấn cho đi thiệp cây mít luôn. Vậy độc lạ nên cây mai. Vì cái khối này luôn, để cái gì luôn. Như là mấy trái này. Ủa trái này ăn được nữa không? Dớn chép chép cho chua. Cái này là dán gì cũng được. Dán quỳ. Dán này dán bò, dán lót. Dán lót. Dán quỳ. Đúng không? Khá nó bò, khơm nó bò ra. Cây dán lót anh. Bây giờ kiến thiệt rồi, bây giờ phải tháo hết cái dây, tháo vàng, tháo trụ cho trống luôn. Ủa, gỡ trụ luôn hả? Gỡ trụ nó chỉ đang cháy, trụ rào rào nè, lúc có rào cũng có lắm rồi, thấy chóng bắt luôn, rào lúc trên bị hư rồi, đủ rồi, bây giờ rào lúc trong rồi này. Thì định từ từ dỡ mà thiếu trụ không dỡ luôn. À là lấy trụ để chống rào lại ha. Cái này tỷ bữa nay nó còn xuống có là hết tính tỷ nó tính tính chục thôi. Dự án ngàn tỷ. Trong 100 năm nó bán được ngàn tỷ à? Ok. Đúng không, có lý không? Quá có lý luôn. Nếu trồng 100 năm sau bán được chục tỷ. Trồng 100 năm rồi còn dán song long là cái gì? Cái dán song gì? Song hỷ. Song hỷ lâm môn hả? À, nói trên nhà bố già cũng có mấy cây cảnh đẹp mà. Bự nè. Bự lắm. Đó. Cây gì? Cây bằng lăng đúng không? Bằng lăng mà. Bự. Bằng lăng cây bự. Cao ngang mấy tôn luôn rồi. Dạ. Rất bằng lăng này cho bá luôn. Cao lên trên đây luôn. Đó. Nó giỡn với bố già chứ, cây bố già cũng có cây khủng khủng không chứ, giỡn nào. Nó cây núi hiếm hiếm không á chứ.
nhìn giống như cây bụi, cây lùm gì hết chứ, nhưng mà cây này là người ta đang săn á mọi người. Trái nè, nhìn cái cây nó ngoài nó vậy mà trái nhìn nó đẹp lắm á. Nè, trái chùm 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 luôn. Nhìn như nho, nhìn như cái gì, rong nho đúng không chú? Nhìn như chùm rong nho vậy. Quá trời luôn. Vàng cây cảnh tiền tỷ bên ao ốc triệu đô. Nội mà nội bố giao vòng mấy cây này thôi cũng hết ngày lên. Còn lắm. Mai nữa nè, mai cũng bự nè. Nói chung là toàn là tài sản tiềm ẩn không à. Tài sản tiềm ẩn mà còn càng tìm càng ẩn á. Đặt hết chỉ mỏng mỏng là tạo nhánh mỏng mỏng rồi, không có để sầm sề cái đó. Rồi bắt đầu quấn, thì khó quấn. 7 tỷ. Cái này 7 tỷ. Nếu mà ra còn 5 tỷ á. Nếu ra thì chú ra được 7 tỷ. Mày ráng nuôi 100 năm, không có giá đó. Sẽ chả. Cũng vậy. Bữa đầu cái này lớn rồi, phải dưới đâu nha, 6 năm rồi đó. Vậy nhỏ xíu vậy mà 6 năm luôn hả? Nhưng mà tính từ cây rừng, bấn cây rừng về nó bằng ngón tay. À. Đó. Là bên trong bây giờ ta bây giờ là 6 năm rồi đó. Trong ngắn rồi đó. Gốc cây to bằng hai ngón tay mình vậy nè. Sao mà lâu lắm. Sao gốc này nhiêu. Thách cổ đó. Nhiêu. Để đó cũng thời gian 6 năm á, định giá. Thôi lấy 500 6 năm mà 500 triệu á. 500 triệu hả? Tự 500 ngàn đồ cây đó bữa thấy dày quá. Nhưng mà để dưới đó chắc nó quấn khúc á xuống dừa rồi. Nhiều cái cảnh lắm. Cái cảnh bự bự không à. Cái cảnh bự bự không. Cái này cái gì đi ta? Hả? Mấy con cây sào dông có trái. Sào dông bự. Thôi. Ốc là ngâm được liền không chú? Ốc là ngâm được liền là ăn liền luôn không? Ăn liền được. Vô chỉ còn trà thôi đúng không? Rửa sạch là luộc thôi chứ đâu có gì đâu. Ok luôn. Quá tuyệt vời. Chú ý bán cái này chứ không phải là bán. Quay kiểu đó sáu dừa nè, sáu dừa quay cây cảnh nè mọi người. Quay cái cây này nè, nhưng mà bán là bán cái cây này nè. Bán cặp này nè. Tại cái gì thời gian sinh trưởng nó rất là nhanh. Nên mình chơi phải chơi liền. Chứ chơi để lâu chơi không được. Bán cặp đó. Bán cặp môn mà nữa nè. Cặp môn bonsai. Thôi giờ mình đi chuẩn bị ốc với lại mắm lấy nữa. Chanh gai, chanh ngọt đi. Cái này trồng để bán gai được không? Của nhà đang cắt gai để lấy ốc. Này là trồng chanh để lấy gai vậy bữa bán ốc đúng không chú? Đúng rồi, chanh này chanh bán gai. À, còn chanh... ai có nhu cầu mà mua chanh này trồng để mà lấy ốc là số 1. À, thấy chanh này là chanh lấy gai. À, thấy không? Trời ơi, dài vậy. À. Dài nửa gan luôn. À, vô. Hấp cũng nhanh nè, với lại ốc sắm dừa làm nhanh lắm, làm mau lắm. Ốc này đơn giản càng ngon chứ mình làm phức tạp vậy luôn không có đã. Dạ. Ê, ngồi xuống vô bà con ơi, vô bà con ơi. À, chú ngoái. Vô ơi. Hả? Ủa xuống dừa ăn chay ăn cái gì vậy? Chú nói đúng rồi ạ. Dạ. Làm mà ăn chay mà kêu ra hai chú cháu ăn rồi. Dạ, hôm nay hứa với lòng ăn chay. Bữa nay mùng 1 rồi mình lâu mình ăn chay với mùng chú. Ngày nay mùng 1 luôn. Rồi review ốc nha. Mười bàn. Cả nhà mời cả nhà cùng ăn ốc với hai chú cháu. Cả nhà thông cảm hôm nay là Huy xin phép hôm nào thưởng thức sau nha. Wow, còn ốc này mọi người. Á, đừng có sức. Hả? Ra hết rồi đó. Không sao. Lệ ốc này là phải nín thở.
Nếu thở là quấn quấn từ từ chứ mà thở ra là đứt à. Cái chúng nói chuyện nó thở nó đứt nha. À. Mày cứ nha. Được. Đâu, 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 mắm mắm nước mắm đã dữ rồi. Mắm điện thoại này. Rồi cả nhà luôn nha. Rồi mời cả nhà cùng á. Lớn. Quá. Quá thở. Thiếu cái gì á? Có quá hùng mơ. Dài không? Dài mới dài hả? Có thiếu gì không? Vừa vậy, không có thiếu gì không? Thiếu gì? Thiếu gì em vừa hả? Con thì con ăn cũng nhiều rồi. Thèm quá luôn mọi người, nhưng mà ốc chú ở đây nuôi tất khi nào mà có ốc ăn vậy ta? Chú hả? Chú thì chắc cỡ 3 tháng nữa. Năm sau đây hả? Năm sau đi. Nói chung là hết năm 23. Dạ, đầu năm. U con ốc của chú kìa. Nhìn đã không? Cái phần trứng á chú. Phần trứng nó nhìn nó vàng ươm luôn hả? Dạ trứng á. À, bình hồng này hả? Đó, bình hồng đó là cái trứng á, trứng sữa á. Rồi sau này nó gần đẻ là nó sẽ tượng lên cái trứng tròn. Cái mùi mắm me rất là thơm luôn. Chầm vớt lên nó lạnh keo keo á. Nuốt nước miếng luôn á mọi người ơi. Con ốc nữa. Rồi. Tại con ốc này mình mới bắt lên à đó. Cả nhà mình nhìn thấy này đó đó. Sạch. Rất là sạch. Không có cái gì hết nha. Có nhiều ốc bụng gì đâu. Dạ. Không có dơ, không có đất xình gì hết á. Bởi vì giá trị nó mới cao. Dạ. Đã. Có khác gì ốc biển đâu. Đầu nó ra hết mà. Còn chút xíu kia cũng không có gì đâu. Đốt một xíu. Bụng mềm. Đầu dai. Ủa ăn lá sung được không? Được chứ. Mình được. Ăn chứ không phải là ốc ăn. Không ăn thử chú giúp ăn. Trời ơi, lá sung siêu ngon luôn á. Đậm đặc sao? Không. Chợ không ngon. Chết chết. Cái đó phải cây sung chứ. Sung cái gì? Sung. Ăn được, nó không có mùi vậy. Ăn này ăn lá sầu dông á. Tốt. Thì có tử. Không có thơm. Chào mấy bữa này hai cháu đi quẩy đâu. Có cách rồi. Bộ trưởng ấy. Đi quẩy. Đi vòng ở nhà không? Sớm vừa bữa nay thu tiền tỷ rồi là biến đi quay rồi. Tiền tỷ hơn chú, bữa nay con đi mượn nợ người ta con làm thu nhập mà đủ khoản á, bữa nay làm biến làm như gấp rồi. Có đâu, do là con bận quá, công việc nhiều quá, con không có quay được nhiều. Tại công việc nó cứ lặt vặt, với lại là nó mới bắt đầu không à, nó chưa có gọi là nó đi vào ổn định. Đó quá, tháng á, thu bình là thu 20 triệu. Tiền gà 30 triệu. Trời ơi. Mấy cá khô nữa, 10 triệu nữa. Dạ, chắc mai con mua đất, con làm ốc luôn á. Trung bình là mỗi tháng là kiếm vừa kiếm được 60 triệu. Vì thấy đi chơi dưới mở. Kiếm 60 triệu, nợ 70 triệu. Âm 10 triệu. Cũng như chú vậy á. Sáng ra là đó, chăm mấy cái cây này. Cây cũng cảnh này, mỗi cây là 2 triệu một cây. Cái này thì tỷ 2.000 gốc không đó. Mà nuôi sao có gần trăm năm á. Gần trăm năm mà mới có giá trị cái đó. Ốc này nói chung là ăn thì mình đáng thiệt, ăn xứng đáng. Tại vì khi mình ăn cái con ốc bù vàng kia là mình bỏ hết ráo à. Với lại là ăn nó không có an toàn như con ốc này. Mà nó nhỏ. Này bự. Ăn hết luôn. Chung cái món này là ăn vậy nó phí. Chỉ có mấy dân nhậu là nó mua ốc này nó ăn là nó không có phí này. Ít hôm hồi. À. Một ký này nhậu kể cả thùng. Cái này mà. Làm chả hay là nhồi, ốc nhồi rồi thì ăn ngon. Ốc nhồi. Hiểu không? Băm thêm thịt rồi vô á. Chịu không nở luôn á mọi người. Đúng rồi, sớm vừa con ngồi hít hà. Thôi mình đã quyết tâm rồi. Ốc còn chạy. Chỉ có một ngày thôi. Có một ngày thôi mọi người. Cái gì mà mấy người mà ngã mặn á. Ốc thì đâu có máu đâu. Phải không? Ngã mặn đi. Đúng là con ốc này còn nhiều lắm luôn. Khi mình lễ ra nặng trịch à, bên trong còn rất là nhiều luôn. Lễ không có được. Mà lễ không được, là phải
này mà làm xiên á, gõ cái đít ra lấy ăn. Gõ thử một con thử nè, lấy cái muỗng nè, tại vì nó rất là dễ bể, gõ nhẹ nhẹ là nó bể à. Đó, mỏng lắm. Để mình coi thử là nguyên một con hay là mình lấy nguyên một con luôn, sau đó là mình gõ rồi mình lấy hết. Ôi trời, cái này nó hơn cái con mà mình ăn nữa. Ăn là ăn có một xíu còn lại bỏ hết mà. Cái gan phải không? Cái gan đó, cái này mới ngon nè. Nãy giờ cái gan á. Cái gan hết rồi. Đúng rồi, cái đó cái ngon. Còn ăn hết luôn. Cái này dính vỏ rồi. Ừ. Rồi bẻ ra. Thấy không? Để rửa vỏ. À. Giờ không lấy con lớn nữa nè. Bỏ thử. Đó, cái phần trứng sữa này còn này, trời ơi, tiếc dính quá là tiếc luôn đấy. Dính nhầm mắt cổ à. Giờ lấy một con ở chú đập. Nè, con bự này, đập ra. Ừ, đó, xong nha. Xong mình lễ ra là nó sẽ ra do nó dính cái chót ở dưới á. Này bữa ăn nó là bấm đít hả? Không ra luôn. Trút ra như con ốc mặt trăng á chú ạ. Cái gì cũng từ từ thở. Nín thở rồi, thở ra rồi. Bấm đít. Quá đã luôn mọi người ơi. Nhìn thấy chú ăn mà thực sự rất là thèm luôn. Đó, đúng rồi. Trời ơi, nó còn, bự mà. Nó còn nhiều hơn cái đầu nữa. Nếu mà lấy viên con nó không bị nhiều quá. Dạ. Trời ơi, đó, cái phần đó còn ăn được mà. Mà cái phần đó còn ngon nữa chứ. Này gan nó béo. Gan béo, ăn nó mềm mịn trong miệng á, ăn rất là ngọt. Ực, ực, ực. Đã không? Cái người ăn không đã mà người rồi nhìn nó mới đã. Nhìn chịu không nữa luôn. Đẩy ngược ở dưới lên. Trút ra như ốc bằng trăng thử được không? Đó, u trò. Đó. Đây mới đúng là một con ốc bu đen. Khi mà mình lễ ra hết là nó nhiều như thế này nè. Bởi vì vậy, đó là đâu có ruột đâu. Đâu có ruột đâu. Sẽ bự. Ruột có chút xíu xì à. Hồng ăn chừng 10 con chắc no lắm không à. Bởi vì mình cứ tưởng là mình chỉ lễ ra cái đầu cái là ăn có chút xíu, ai ngờ nó còn nhiều quá rồi, nhiều ở dưới luôn. Nhức nhói rồi, nhức nhói rồi. Mà nó co rút rút người á. Quá đã. Bây giờ ngồi ăn chứ giờ mưa. Ừ, sắp mưa. Ốc này ốc chạy rồi, sắp mưa rồi. Bây giờ sắp đến. À, cay quá. Nãy giờ ăn có 5 số con mà nó muốn đã rồi. Nó mềm mềm, nó béo béo. Quá dữ. Rồi, một lần con nữa nha. Rồi, chú cháu mình sẽ ăn chạy. Chạy mưa. Tới nơi. Đứt cái khúc luôn rồi không? Lần lễ là đứt quá rồi đứt. Giờ thì mấy chú cháu ăn xong rồi, giờ đi xin quà đem về mọi người. Sắm vừa xin quà đem về nữa nè. Đi qua chào còn xin đồ gì, xin bông giấy. Cứu luôn không. Đó, bông giấy này. Mua cả nhà ở này. Cứ dăm lên ngàn. Hai đứa nhổ, được bằng nhổ thôi nha, đừng có bấm nha. Bằng lăng luôn hả? Khó nha, một gốc nè. Rồi nè. Gốc lùm thì bên đây kiếm dễ là mong giấy dầm ở trong. Tôi mua nhiều đây. 5 sĩ đó. Giá con một của nó mắc. Là nó lên tới đây thôi là 5 sĩ. Một thước đủ lắm á, mua một thước cao thước lắm. Wow. Giờ cao lên tới 3 mét. Kiếm cái gốc một khó. Buồn thử, buồn gì chơi. Mà mới trồng có 2 năm nay nó bự quá. Như cây bên đây, cây gì, cây bàng nhà Đài Loan đúng không? Cao mà nhanh. Cao nhanh quá không trời. Rồi, giờ mấy chú cháu cũng chào tạm biệt mọi người luôn.
hẹn mọi người ở các video tiếp theo.